Căn cứ nhu cầu sử dụng nguyên liệu sanbutamol trong việc sản xuất thuốc chữa bệnh cho người. Bộ Y tế mới đây đã có văn bản cho phép tái nhập khẩu nguyên liệu này sau 9 tháng tạm dừng. Theo Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế, quy định tiếp tục nhập khẩu sanbutamol sau 9 tháng tạm dừng được đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất thuốc chữa bệnh cho người, căn cứ nhu cầu sử dụng nguyên liệu sanbutamol trong nước. Sanbutamol là hoạt chất dùng trong điều chế thuốc và được sử dụng trong điều trị bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, sau khi có phản ánh về tình trạng lạm dụng sanbutamol trong chăn nuôi, ngày 20 tháng 11 năm 2015, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu sanbutamol và clenbutarol. Sau lệnh cấm, Cục Quản lý Dược cũng đã tăng cường công tác hậu kiểm, chứng chỉnh đưa hoạt động kinh doanh nguyên liệu sanbutamol vào kiểm soát chặt chẽ, nhằm thực hiện theo đúng các quy định. Hiện tại, các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện cơ bản đáp ứng các quy định về sản xuất kinh doanh chất này.